mang cho một cái gái bạn này đến channel của mình là Lâm Duy Huỳnh Hưng Vlog đây. Hôm nay mình về mình sẽ quay về cháo của mình nè các bạn ơi. Nó đang lật với các bạn, nó 4 tháng rưỡi rồi, ngày mắt nó hay ghét rồi, nó là siêu quậy đó. Nó tên là Vũ Lâm Hàm ơi. Nó tên là Phạm Thị Minh Cờ 6G, biệt danh đó, hay là Nguyễn Thị Minh Cờ 6G, biệt danh nè. Nó có rất là nhiều biệt danh luôn á các bạn ơi. Nó là Vũ Lâm Hà My đó, nó dữ lắm các bạn ơi. Mỗi lần nó cắt sữa là nó quậy nha. Đó, thấy chưa? Nhìn dễ thương không? Mắt hai con mắt nó to. Ri ơi, nhìn nè Ri ơi. Ri ơi. Nó lật rồi. Nó má chu lên rồi. Đó là gì sư, sư nó sư sư quỷ luôn đó. Chứ mà bà ăn đi bà lên. Thôi các bạn nghe mình bây giờ mình đợn rồi. Bây giờ hẹn các bạn lần sau các bạn.